Kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục sử dụng điện an toàn hiệu quả do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm triển khai công tác tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện trên toàn tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền đến nhiều đối tượng, trong đó có học sinh, sinh viên được quan tâm đặc biệt. Trong tháng 4 năm 2016, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã xây dựng các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đưa nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện đến với học sinh của 22 trường học trên địa bàn toàn tỉnh, giúp các em thay đổi hành vi sử dụng điện, góp phần hình thành trong thế hệ trẻ nếp sống văn minh và có ý thức tiết kiệm điện. Từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 4 năm 2016, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi, các phòng giáo dục thực hiện chương trình tiết kiệm điện trong trường học trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là một hoạt động sinh hoạt ngoại khóa mang tính thiết thực dành cho đối tượng học sinh cấp 2-3, giúp các em nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện và các biện pháp tiết kiệm điện đối với các thiết bị dùng điện. Bằng các hình thức sinh hoạt ngoại khóa phong phú và sáng tạo như hoạt cảnh, đố vui có thưởng, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, lồng ghép vào đó là các tiết mục văn nghệ sôi nổi, các kiến thức tiết kiệm điện đã trở nên sinh động gần gũi, dễ tiếp cận cho ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trong các buổi sinh hoạt này thì em có thể rút ra được là một cách sử dụng tiết kiệm điện hợp lý và có thể là tiết kiệm điện và sử dụng hiệu quả chống cũng như ở trường và ở nhà. Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học là một hướng tiếp cận khá mới mẻ của Công ty Điện lực Quảng Ngãi với đối tượng tiềm năng trong lĩnh vực tiết kiệm điện là các em học sinh. Không chỉ giúp các em nâng cao được ý thức thay đổi hành vi cho các em về hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, chương trình còn gián tiếp tác động đến gia đình các em và cộng đồng dân cư, nơi mà hiệu quả của công tác tuyên truyền sẽ được thể hiện rõ ràng nhất. Chúng tôi đang tập trung vào cái lứa tuổi học sinh bởi vì đây là những cái giai đoạn mà các em đang trong hình thành phát triển ý thức, cho nên cái việc tiết kiệm điện với các em ấy, thì nó cũng còn mới mẻ. Thì thông qua chương trình này chúng tôi muốn gửi một thông điệp, tức là cái việc tiết kiệm điện không phải là của ngành điện hay của một cái tổ chức cá nhân nào, mà tất cả mọi người, cộng đồng xã hội đều phải chung tay để xây dựng. Ngoài cái việc tiết kiệm điện thì nó cũng là góp phần vào cái tiết kiệm cho chi phí của cả gia đình và cho cái cộng đồng xã hội trong tương lai nữa. Chương trình được thực hiện từ năm 2013, bình quân mỗi năm chương trình đến được với hơn 12.000 lượt học sinh trên toàn tỉnh. Từ những buổi sinh hoạt ngoại khóa của Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện, các buổi nói chuyện dưới cờ, sinh hoạt đoàn, đội và thông qua các giáo viên, góp phần rõ nét trong việc tiết kiệm của học sinh ngay từ khi ngồi ghế nhà trường, góp phần giảm chi phí tại các trường học. Sau các phong trào, các cái buổi nói chuyện phát động đến các em thì ý thức của các em nó tăng lên. Khi các em nó không sử dụng phòng học nữa, đi học hoặc là nghỉ học hoặc là đi đối qua phòng khác thì các em nó cũng có ý thức là nó tiết kiệm điện bằng cách là lớp trưởng phân công cho một hai bạn trong lớp đó là phải theo dõi thường xuyên. Khi bạn ra khỏi lớp là tất cả điện trong lớp nó là phải tắt. Việc tổ chức các hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện đến đối tượng học sinh là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trong việc thực hiện nếp sống văn minh và ý thức đầy đủ về tiết kiệm năng lượng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thời tiết ở Quảng Ngãi nắng nóng kéo dài, nhiệt độ có nơi vượt trên 40 độ C. Với điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy, thì nhu cầu sử dụng máy lạnh ở gia đình tăng lên khá nhiều. Thế nhưng nếu chúng ta sử dụng không đúng cách thì sẽ tốn kém nhiều điện năng và có ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Mục tư vấn sử dụng điện an toàn hiệu quả kỳ này, chương trình sẽ gửi đến quý vị và các bạn cách sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong gia đình vào mùa nắng nóng. Hiện nay trên thị trường thì nó có hai cái chủng loại, đó là cái chủng loại máy lạnh thông thường dùng cái động cơ xoay chiều và một cái loại dùng cái bộ biến tần, cái dùng cái động cơ một chiều, người ta hay sử dụng cái chữ là inverter. Thì đối với dòng máy này thì nó hiện đại hơn và nó tiết kiệm được năng lượng hơn khoảng 25-30%. Tuy nhiên thì giá thành nó cũng cao hơn cái loại máy điều hòa thông thường. Và thứ hai là chúng ta chọn cái công suất của máy lạnh cho phù hợp với cái phòng của hộ gia đình mình. Thì đối với cái phòng mà có diện tích khoảng 40m² thì chúng ta nên chọn cái loại máy lạnh có công suất khoảng 1 ngựa, là tương đương với 9.000 BTU. Và nếu mà lớn hơn 60 mét khối thì chúng ta dùng cái máy lạnh 1 ngựa rưỡi. Và cứ như vậy, ví dụ như 80 mét khối thì chúng ta dùng cái loại 2 ngựa. Về mặt lắp đặt thì chúng ta nên chọn đến cái hướng như thế nào để mà cái khoảng cách giữa cái dàn nóng và cái dàn lạnh là nó gần nhất,
để tránh cái trường hợp tiêu hao cái năng lượng trên cái đường ống dẫn khí nén. Thứ hai nữa là cái đối với dàn nóng thì chúng ta nên tránh cái trường hợp ánh sáng chiếu trực tiếp vào, chúng ta lắp ở phía nam và phía bắc. Trong trường hợp mà không thể thì chúng ta dùng các cái dụng cụ để mà chúng ta che chắn. Tuy nhiên thì cũng không có làm đảm bảo rằng cái dàn nóng này nó phải thông thoáng. Việc mà sử dụng cái nhiệt độ ở trong phòng thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng tránh cái sự chênh lệch giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài quá 10 độ C. Thì cái việc này chúng ta có thể là nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nó là sốc nhiệt. Thì chúng ta nên sử dụng ở thời tiết bình thường ở Việt Nam mình thì mình dùng ở khoảng từ 23 đến 28 độ C. Sau khi mà chúng ta sử dụng không có nhu cầu sử dụng, ngoài việc mà chúng ta test trên cái điều khiển, chúng ta cũng nên cúp cả automat. Vì việc mà không các automat thì nó cũng thất thoát tiêu tốn khoảng 5 đến 7 watt cho cái việc duy trì cái hệ thống điều khiển này. Trong trường hợp mà cái máy lạnh kiểu cũ thì khi mà mất nguồn đột ngột và có điện trở lại thì nó sẽ tiếp tục hoạt động và nó gây không tiết kiệm cho gia đình. Thông báo ngừng cấp điện. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công các công trình điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau. Ngày 23 tháng 4, từ 7 giờ 30 đến 18 giờ, khu vực mất điện. Các nhà máy bioethanol, Đóng Tàu Dung Quốc, Xi Măng Đại Việt, Chi cục Hải quan, Vietcombank Dung Quốc, trụ sở làm việc thép Quảng Liên Dung Quốc, một phần xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, các xã Trà Phong, Trà Sinh, Trà Khê, Trà Quân, huyện Tây Trà, toàn bộ huyện Ba Tơ trừ các xã Ba Trang, Ba Liên, Ba Khâm. Riêng phụ tải xuất tuyến 471 trạm 220 kV Dung Quốc cấp điện cho nhà máy lọc dầu Dung Quốc huyện Bình Sơn mất điện 2 lần mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ và 17 giờ. Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 khu vực mất điện, các nhà máy đá Plat, An Nhật Tân, Bê Tông Quảng Ngãi, Cơ khí An Ngãi, Khí công nghiệp Tịnh Phong, Gạch Phong Liên, một phần xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, một phần thôn Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, thôn Vĩnh Tuy, xã Phú Châu, huyện Đức Phổ, các tổ dân phố Phú Vinh Trung, Phú Vinh Tây, thị trấn Chà Chùa, huyện Nghĩa Hành, các xã Sơn Thành, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Cao, Sơn Nham, một phần thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, nhà máy sản xuất ngói màu Acura Vina, trạm trộn bê tông Thiên Tân, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Từ 11 giờ đến 13 giờ khu vực mất điện, một phần thôn Đông, xã Hải, huyện Lý Sơn, một phần phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, các xã Tịnh Đăng Tây, Tịnh Hà, Tịnh Sơn, Tịnh Bắc, Tịnh Minh, Tịnh Đông, Tịnh Giang, một phần xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, các xã Trà Tân, Trà Bùi, huyện Trà Bồng. Từ 8 giờ đến 10 giờ khu vực mất điện, khu tái định cư thôn 3, xã Nghi Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 4 từ 13 giờ đến 18 giờ khu vực mất điện, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thượng Hải, khu dịch vụ Hoàng Mai, BTS Bình Trị, đội cảnh sát bảo vệ nhà máy lọc dầu Dung Quốc, các mỏ đá Bàn, Phương Nam, Thượng Hòa, Bình Đông, nhà máy bột giấy VNT19, xã Bình Đông, một phần xã Bình Phước, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Từ 17 giờ đến 18 giờ khu vực mất điện, nhà máy nước Dung Quốc, xã Bình Phước, một phần xã Bình Trị, Bình Thới, huyện Bình Sơn. Từ 7 giờ đến 17 giờ khu vực mất điện, các công ty Hoàng Đạo, Sáng Tạo Á Châu, các nhà máy gạch Dung Quốc, chế biến khoáng sản Viễn Hoàng, chế biến lâm sản và các chế phẩm từ sa khoáng, dâm gỗ Việt Nhật, nhà máy bê tông Phan Vũ, nhà máy bê tông Ứng Lực Dung Quốc, khu dịch vụ tổng hợp dầu khí Dung Quốc, mỏ đá Rừng Giang, xưởng cơ khí dầu khí Dung Quốc, trạm kiểm tra hàng hóa Dung Quốc, cảng neo đậu cano Dung Quốc, cảng vụ hàng hải, cảng quốc tế Jimadep, nhà máy dâm Hào Hưng, kho bồn chứa và trạm xuất xăng dầu Quảng Ngãi, kho chứa LBR và trạm xuất xe bồn, cảng Dung Quốc 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Các thôn Nam Lân, Bắc Lân, Hóc Kè, Tân Long Hạ, Tân Long Thượng, Tân Long Trung, xã Ba Đồng. Thôn Huy Ba, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, các xã Sơn Thượng, Sơn Bao, một phần thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, toàn bộ huyện Sơn Tây. Riêng cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên, các xã Bình Nguyên, Bình Dương, Bình Thới, Bình Trung, Bình Minh, Bình An, Bình Khương, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ và 16 giờ. Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ khu vực mất điện, các xã Ba Thành, Ba Động, Ba Vinh, Ba Điền, một phần xã Ba Cung, huyện Ba Tơ. Từ 7 giờ đến 16 giờ, khu vực mất điện, một phần xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, một phần xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Riêng các xã Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, một phần xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, một phần xã Bình Châu, huyện Bình Sơn mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút, vào lúc 7 giờ và 15 giờ. Ngày 26 tháng 4, từ 8 giờ đến 10 giờ, khu vực mất điện, xã Bình Trung, Bình Khương, Bình An, huyện Bình Sơn.
ngày 27 tháng 4 từ 7 giờ đến 18 giờ khu vực mất điện thôn Phước Long, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn. Riêng xã Bình Phước, một phần xã Bình Trị, Bình Thới, các nhà máy nước Dung Quất, bột giấy VNT19, huyện Bình Sơn mất điện hai lần mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ và 17 giờ. Từ 8 giờ đến 14 giờ khu vực mất điện xã Trà Thọ, thôn Trà Vinh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà. Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên được biết để tiện bố trí công việc. Chương mục sử dụng điện an toàn hiệu quả số tháng 4 năm 2016 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.